Tại anh bị bệnh gì anh? Một chục chứng bệnh. Một chục chứng bệnh luôn hả? À. Dạ. Rồi anh ăn uống gì được không? Dạ không. Ăn không được luôn hả? Hiện tại là anh uống sữa này kia được không? Uống sữa được, ăn cháo rồi uống nước á, chứ hấp cái không được. À. Mến chào cô chú anh chị và các mạnh thường quân trong và ngoài nước. Hiện tại Minh Tơ đang ở ấp Công Thiên Hùng, xã Bình Long Đức, thành phố Trà Vinh. Thì nhận được thông tin của người bạn chia sẻ kêu Minh Tơ qua đây để ghi hình, để kêu gọi cô chú mạnh thường quân nếu xem được video xin đồng cảm ủng hộ nguồn kinh phí cho anh Phan Hoàng Liên, 54 tuổi. Nãy Minh Tơ nghe được là trong người anh có khoảng 10 chứng bệnh. Thì mời cô chú anh chị bước vào bên trong để tìm hiểu chứng bệnh của anh như thế nào, để chia sẻ cho cô chú anh chị cùng xem. Dạ, em chào anh Liên ạ. Dạ, em thì cũng nhận được thông tin thì anh đang có chứng bệnh luôn rồi á. Cũng có bà chị chia sẻ hoàn cảnh và hiện trạng bệnh của anh. Rồi hôm nay cho em tranh thủ thời gian chạy xuống em ghi hình để quay để cô chú anh chị cùng xem á. Hiện tại anh bị bệnh gì anh? Một chục chứng bệnh. Một chục chứng bệnh luôn hả? À. Dạ. Rồi anh ăn uống gì được không? Dạ không. Ăn không được luôn hả? Hiện tại là anh uống sữa này kia được không? Uống sữa được, ăn cháo rồi uống nước á, chứ hấp cái không được. Là hiện tại nếu mà bệnh anh là trong người hiện tại nó là bệnh gì để cô chú chị mạnh thường quân ví dụ người ta xem được cái chứng bệnh người ta có hướng hỗ trợ anh á. Sỏi thận, sỏi tiền liệt tuyến, rồi nang thận, rồi ước là nhiều chứng bệnh đúng không anh? Dạ. Anh đi đứng được bình thường hay không? Dạ không, đi phải kè. Đi phải kè thôi hả? Dạ. Thì anh cũng ngồi vậy được bình thường không hay là phải cũng phải dở? Ngồi phải có người kéo. Kéo lên hả? Quá trời ốm luôn, hiện tại như anh đang không được luôn hả? Anh kéo cái áo lên cho em coi được không, cái bụng của anh. Anh thấy trong cái hình chia sẻ quá trời luôn rồi. Trời ơi. Bây giờ chung là còn bộ xương không à, cô chú anh chị ơi. Lúc trước là anh bệnh anh nằm bệnh viện nào vậy anh? Mới đầu thì đi bệnh viện gì ở Sài Gòn á. Sài Gòn hả? Dạ. Thì anh để cho nó nghe cái micro anh. Rồi bác sĩ người ta điều trị nó sao anh? Rồi nói phổi lần có gì nữa không biết nữa. Với sỏi thận. Nói hai chứng anh thôi. Về Cần Thơ mới nói nhiều. Cũng như là bác sĩ người ta gọi trả về hay là ta không chịu điều trị hay sao anh? Gần cũng như mình không có tiền chịu nổi. Không có tiền để mình nằm bệnh viện phải không? Trung bình một lần anh đi bệnh viện là khoảng bao nhiêu tiền khám một lần? Khoảng mười mấy triệu. Nhưng một lần khoảng mười mấy triệu hả? Đó là chỉ khám điều trị thôi phải không? Khám uống lạnh thuốc thôi đó. Còn Trà Vinh thì mình có bảo hiểm rồi. Dạ. Rồi mình không có tiền để mình đi điều trị nữa thì đem về nhà luôn.
Giờ mình phải điều trị chứ, nếu mình nằm vậy hoài đâu có được, sức khỏe mình càng ngày càng xuống anh. Xuống. Dạ. Bây giờ anh chỉ còn bộ xương thôi cô chú anh chị ơi. Giờ nằm ở nhà không có tiền để điều trị nè. Quá trời khổ luôn cô chú anh chị ơi, nếu mà xem video này có lòng hảo tâm trợ duyên thì xin liên hệ gấp để giúp anh có nguồn kinh phí để đi trị bệnh, chứ nằm cái này đâu có được. Vậy anh thấy của anh thì đang vô nước biển gì anh? Cái tay nè. Vô nước biển. À, vô thường không, như mỗi ngày không? Không có mỗi ngày, 3-4 ngày vô 1 lần, 3-4 ngày. 3-4 ngày vô 1 lần à. Bây giờ anh mới 54 tuổi thôi mà cô chú anh chị ơi. À, nhìn như như là những cô chú mà là lớn 5-7 mấy 6 năm 60 gì á. Tuổi thì cũng còn quá trẻ chứ mà không có lớn tuổi mà thì cái chứng bệnh này nó suy sụp, anh nhìn thấy anh rất là lớn tuổi luôn á. Mới vô 5 ngày 20 chai 3 triệu rưỡi. Ồ. Trị ngoài chịu không nổi nè. Nói chung là không có đủ tiền để mình điều trị phải không? À. Bây giờ mình không có nằm bệnh viện trị dinh anh, mình phải về nhà mình nằm. Không có nằm bệnh viện, vô rồi nó vô nước biển thì nó bỏ đó. À. 10 ngày mà nó coi ra không chứng bệnh. Bệnh viện của tỉnh mình là sao anh? Dạ. À, cứ lấy máu tới ngàn ống vậy riết tôi xuống. À. Rồi là anh lúc đó là chuyển viện về Sài Gòn luôn. Chuyển viện về Trà Vinh rồi cái về đây luôn, không có đi nữa. À, trước là anh bệnh là anh nằm bệnh viện Trà Vinh, sau là Trà Vinh chưa tìm không ra chứng bệnh của anh mới chuyển gì anh đi Sài Gòn. Đi Cần Thơ. À, đi Cần Thơ. Rồi Cần Thơ thì điều trị không có khả quan phải không anh? Xong thì chuyển qua Sài Gòn sao? Cũng như nó dịch Covid á. Dạ. Rồi nó mới trả về, nó nói về đi hết bệnh lên rồi hết bệnh hết tiền luôn. À. Rồi anh có lên Sài Gòn kiểm tra sức khỏe hay không? Đi không nổi. Đi không nổi luôn à. Là cái chi phí là mình đi bệnh viện Cần Thơ là mấy ngày là đứt 10 mấy triệu đó ha. Rồi vậy có gì em để anh thấy anh hơi mệt để em nói chuyện với chị chút xíu ha. Rồi em chào chị Lan ha. Chào chú Tê. Em cũng nghe thông tin này anh bệnh á, cũng có người bạn chia sẻ ảnh bệnh gì nè, rồi cho em qua em ghi hình để em để kêu gọi cô chú bệnh thường quân trên cộng đồng mạng để giúp đỡ bệnh tình của ảnh á. Hiện tại ảnh bệnh là bệnh gì chị, nãy chị có chia sẻ sơ đó. Để chị kể cho chú nghe. Ảnh bệnh đái tháo đường. Rồi sỏi thận, giãn tĩnh mạch thận. Rồi nang hai thận. Rồi sỏi tiền liệt tuyến. Sơ phổi, bao tử nhiễm HB, trào ngược dạ dày thực quản, rồi trĩ, rồi lét ruột già, coi như là 10 cái chứng bệnh của ảnh là như vậy đó. Đó là mình đi khám tổng quát là bác sĩ báo gì hết. Đúng vậy? Rồi, khám tổng quát. Rồi, một mình thì ôm bao nhiêu bệnh nó quá đi. Nó có một cái chứng bệnh là người ta trị thấy mệt mỏi này, một người một mình tới 10 chứng bệnh. Rồi chị có dự kiến là có đi tới khám lại cho anh không chị? Bây giờ có dự kiến đi nhưng mà điều kiện thì kinh tế nó còn eo hẹp, thành ra chưa có đi được. Cũng như bị thời gian trị cho anh cũng lâu dài rồi đó. Thành ra kinh tế gia đình giờ anh thiệt nó cạn tiền rồi. Từng anh phát bệnh là bao nhiêu ngày rồi chị? Phát bệnh đi khám ở Sài Gòn lần đầu tiên là năm 2017. Là coi như anh phát bệnh là 4 năm nay. Ồ, 4 năm nay.
là cũng như mình điều trị ở dưới đây thôi, mình không có điều kiện đi tuyến trên đó, rồi mình trị ở Trà Vinh mình đây, rồi có một thời gian sau này cái ảnh hơi yếu cái mới mượn tiền của mấy đứa em, rồi cho ảnh đi Cần Thơ một chuyến, rồi mua thuốc cũng hơi nhiều tiền, rồi cái được con đợt cái bắt đầu bị dịch. Dịch rồi cái vô bệnh viện Trà Vinh mình nằm hoài luôn, ra vô hoài luôn. Mà vô thì một ngày cho được 3 viên thuốc với lại một chai truyền nước biển á. Cái đó là chắc truyền muối hay truyền gì đó không biết nữa. Rồi được vài bữa đầu rồi cái sau là uống thuốc ngày 3 viên thuốc, 4 viên thuốc ngày vậy thôi á. Nằm đợt sau cùng này là xuất viện ngày 22 tháng 6 là nằm hết 11 ngày ở trong đó. Còn mấy lần trước thì nằm khoảng tuần rồi về, cũng như là bác sĩ thấy ảnh hơi có khỏe ổn vậy là cho về. Mà bây giờ ban đêm á ảnh hay mệt. Ban đêm mệt đó chị. Mệt rồi đau ngực đó. Đó ảnh làm vậy đó. Ăn cũng không được luôn chị hiện tại. Ăn ít lắm, không ăn được. Một ngày có cử cháo buổi sáng thôi. Cháo buổi sáng rồi. Rồi ảnh uống sữa. Giờ gì vậy, bộ mệt hả? Mệt rồi cô chú anh chị. Hiện tại anh đang mệt. Anh Minh Tơ chỉ hỏi chút xíu thôi mà anh thấy anh hơi mệt rồi. Vì cô chú có xem được video á, có lòng hảo tâm, đồng cảm, trợ duyên thì cứ xin liên hệ gấp để cho anh có nguồn kinh phí để đi tái khám lại để điều trị. Chị mình đây mình có ruộng rẫy không chị? Chị có được 2 công mà chị bán hết rồi. 2 công là mình bán hết rồi để điều trị cho anh đúng không? Chị được mấy người con lận? Chị được 2 người. Cũng lớn hết rồi chị ha? Được, lớn là cũng như có vợ có chồng hết rồi, mà cũng như hàng ngày thì nó không có sống chung với chị, đi làm thuê làm mướn vậy đó. Tới đợt anh bệnh thì mới kêu về đặng giữ nhà giùm vậy đó. Đặng cho anh đi làm về. Hiện tại chị làm công việc gì hàng ngày? Chị làm giáo viên. Chị dạy giáo viên phải không? Chị dạy cấp mấy chị? Giáo viên mầm non. Mầm non hả? Bây giờ nếu trường hợp anh bệnh như thế này rồi chị công việc dạy cái gì vậy sao? Hôm nay nghỉ dịch đó là chị ở nhà chị trông coi ảnh được. Rồi bây giờ bắt đầu là chị đi trường rồi. Thì nhờ đứa con này nè, nó ở nhà nó coi rồi chị về chị coi nữa. Gì vậy? Bộ mệt lắm hả? Như là anh hơi mệt. Ngồi vậy không? Ngồi vậy không? Thường là anh uống trà đá vậy nhiều á. 3,5 triệu. Như hiện tại chị có đi tái khám lại hay không chị? Không có cần đi tái khám, mà bác sĩ coi cái hồ sơ á. Rồi bác sĩ có lịch trình á, người ta trị cho ảnh. Nhưng qua tới nhà điều trị cho mình đúng không? Chiều nay là chị đi lấy thuốc nữa nè. Chị mới điện hồi nãy cho bác sĩ. Rồi thấy anh ốm quá trời luôn rồi. Xuống quá trời xuống. Quá trời xuống luôn. Có cần ngồi dốc vậy không? Một đêm anh có ngủ gì kia được không chị? Ngủ ít lắm. Ít ngủ lắm. Anh nằm đây, chị nằm dựa bên đó đó. Mà chị không có văn mùng. Tại vì khi anh rụt rịch anh ngồi dậy là mình bật dậy liền rồi chứ không có ấy. Đi tiểu thường, ban đêm đi tiểu thường lắm. Là tiểu là mình đi bô hay là đi bô này nè, nước tiểu đục như nước cơm voi á. Cũng như là đường tiểu là cũng như phòng bình thường phải không? Đường tiểu thì bình thường mà hơi nhỏ. Cách đây khoảng 5 ngày trước nó ra cục sạn vậy nè. Vì có sạn luôn hả? Nó ra được cục rồi đó. Cục sạn quá trời cô chú rồi. Nó ra cục sạn, mới ra được con cục thôi.
mà không biết cái này là bên thận hay là bên tiền liệt tuyến thì chị cũng không rành nữa. Cái cục sạn sinh chị rửa chanh đồ chị gói trong đó đó. Rác dữ lắm. Rác dữ lắm hả? Rác này rất là rác luôn á ha anh. Rác, rác cái nín tiểu. Nín tiểu rồi một hồi anh mới ráng, ráng cũng như là rặn á. Cái nó ra. Ra được như vậy mình mới khỏe đó, nhưng mà không ra được. Mà vẫn còn đau bụng nè. Vẫn còn đau bụng hoài luôn. Đau bụng với đau trên đây, đau ngực. Tiểu vô cái thùng này nè, bởi vậy mới thấy mình đi tiểu, tiểu mình mới thấy á. Hoàn cảnh thì cũng đang gặp khó khăn với cô chú. Nếu mà có xem được video á, xin gấp để trợ duyên cho anh điều trị. Chứ hiện tại bây giờ gia đình thì cũng đang gặp khó khăn. Thì cô đây là cô giáo luôn, là cô chú chị cũng công tác của nhà nước luôn. Thì con xã thì đang bệnh này thì cũng nhờ bên tơ lên đây để quay để kêu gọi. Rồi vậy em xin kết thúc video tại đây ha. Cô chú anh chị và Mạnh Thường Quân nếu mà xem video xin trợ duyên gấp ha. Tại hôm nay mình ta chỉ lên đây quay kêu gọi theo ha cô ha. Chừng nào có Mạnh Thường Quân nào mà ta thương, người ta giúp đỡ thì em sẽ đem xuống đây ha. Chị cảm ơn chú Tê. Bây giờ em chỉ quay để kêu gọi Mạnh Thường Quân. Có cô chú nào thương thì ta giúp thì em đem xuống. Em hỗ trợ ha chị. Rồi. Vậy em xin kết thúc video tại đây ạ.